Chào các bạn, Ván Cờ là một pha phế quân tạo lưỡng sát kịch độc của cao thủ. Lần gặp giữa Thiên Mã Vương Mạnh Thần và Lý Hàn Lâm giải Tiên Nhân Chỉ Lộ Bôi năm 2023. Càng vào sâu thì giải càng gây cấn hơn cả, toàn là những trận cờ hay. Mời các bạn cùng đón xem. Ở trong cuộc Mạnh Thần Thiên Thổ, theo như điều lệ phải là dùng binh 3 hoặc là chốt 7. Mạnh Thần lựa chọn binh 7 tấn 1, Lý Hàn Lâm pháo 8 đưa vào trung lộ. Rồi Mạnh Thần bất ngờ hữu pháo cung chiếm trung, thành ra đối trận thuần pháo. Lý Hàn Lâm mã 8 tấn 7. Giờ Mạnh Thần mã phải nhảy lên, nhưng tại vì đòn dốc chốt ở trước là cơ hội Lý Hàn Lâm sẽ được quyền lựa chọn bố trận, hoặc lấy C9 để khởi hoành, hoặc là sẽ nhanh hơn bình đường 8 lộ diện được ngay. Mạnh Thần bất động C phải, dùng mã 8 tiến 7. Giờ Lý Hàn Lâm đã tiến C kỵ hạ, nhằm vào chốt thò lên ngay từ đầu của đối thủ, lấy làm mục tiêu công kích ngay. Mạnh Thần tường 7 ném lên biên để giữ lại. Lý Hàn Lâm mã 2 tiến 1, phát triển hữu cánh của mình. Giờ Mạnh Thần C1 tấn 1 khởi hoành nhập của ngay. Thấy vậy, Lý Hàn Lâm đã điều pháo vào ngũ lục pháo trận để chuẩn bị cho việc lấy C1 bệnh 2 xuất động. Mạnh Thần điều xe sang đánh đuổi. Lý Hàn Lâm C6 tấn 5. Giờ tức khắc mã 7 tiến 8 để phong tỏa. Lý Hàn Lâm tới đây đã dùng xe quay đầu tìm phương án khác. Mạnh Thần dùng C9 bình 7 nhập của ngay. Thấy vậy, Lý mở chốt biên. Rồi Mạnh Thần dùng chốt 3 tấn 1. Và Lý Hàn Lâm dùng bích 7 tiến là cơ hội để thông đổi. Mạnh Thần không chấp nhận, C6 tiến thẳng 3 trường. Ai đổi thì đối phương sẽ giành được hoặc là đường 3 của đỏ, đường 7 của đen. Cho nên nhị vị cứ để bất động. Lý Hàn Lâm lấy pháo 5 bình đường 6 ngay. Mạnh Thần bất ngờ tung ra một biến chiêu làm phá tan đi thế quân mình trước mặt, là dùng binh 7 tấn 1 đột kích qua hà. Nếu như tiêu diệt tức là binh 3 tấn lên thì sao? Hẳn nhiên xe này sẽ khử, tạo ra một viễn cảnh bất cả đôi. Lý Hàn Lâm kiểu gì cũng thất thiệt về thực lợi, hoặc là binh 7 hoặc là chốt ở mạn biên. Còn nếu như dùng binh 7 tấn 1 tạo ra cuộc đổi hàng loạt và thế tiên của Thiên Mã Vương vẫn còn duy trì trọn vẹn, sau nước cờ dùng xe này tiêu đổi mã 7 tiền 8, giờ khử luôn cả chốt bất tưởng, kiểu gì trung binh cũng sẽ bị bắt gọn trong nước cờ tiếp theo. Và thế công không thể nào hiểm ác hơn về phía của Mạnh Thần, giúp anh hoàn toàn dễ dàng áp đảo đối thủ. Cho nên đó cũng là toàn bộ lý do mà trong nước cờ thực chiến, sau nước cờ tiến chốt này, Lý Hàn Lâm không thể nào thuận theo ý đối phương được, đành phải dùng pháo 4 bệnh 3 để ngăn cản cho triệt để. Đòn chốt dịch lên hoặc là lắc sang một trong hai lỗ đều không thể nào làm. Thiên Mã Vương C7 tấn lên cửa hạ ngay. Giờ Lý quyết định tường 3 tiến 5 củng cố trung lộ, và Mạnh Thần tràn chốt qua hạ thông đổi. Tất nhiên Lý Hàn Lâm có thể dùng C8 bình 7, nhưng Mạnh Thần đã chuẩn bị trước cho mình một con đường chu toàn. Tới đây C6 bình 3. Nếu như đổi thì C7 tấn 1 thì C của Mạnh Thần cũng chỉ cần tả sang thay thế ngay, nhân tiện đe dọa vào mã 7. Mà đối phó kiểu gì thì việc quân binh đường 7 của Mạnh Thần cũng chỉ cần ổi lên một nước, Lý Hàn Lâm thất trận. Khi mà mỗi vài nước cờ, đối phương đã chặn được một chốt qua gõ cửa vào kinh thành, trong khi xe mã còn lại thì chưa có cơ hội để xuất động, bất lợi trùng trùng. Cho nên quyết định ngay tại đây, Lý đã bỏ mặc vậy, dùng binh 3 tiến 1, để cho Mạnh Thần không thể nào giữ được chốt. Quyết định của anh dùng xe này tấn 1. Nhưng bởi vậy mà cuộc cờ chính thức đi về cao trào khốc liệt, chắc chắn là một việc thông đổi hàng loạt không thể nào tránh khỏi. Tới đây Lý Hàn Lâm lấy chốt này thủ tiêu xe bên kia, cả xe lẫn ngựa đều rơi vào hiểm cảnh, quyết định dùng xe này đổi luôn cả mã. Và Lý Hàn Lâm cũng vậy, dùng chốt này bắt lại vào mã 2. Nhưng trước khi làm, quyết định dùng pháo 6 rời về 2 trường pháo đuổi xe. Xe của Mạnh Thần đành phải rút chạy, rồi mới dùng chốt 3 bệnh 2 đòi lại về quân lực. Và Mạnh Thần pháo 5 vẫn quật lên ngay. Tới như giai đoạn này thì bàn cờ tiếp diễn đã gần 20 hiệp của mỗi vị, và một thế tiên thủ không thể nào rõ ràng hơn dành cho Thiên Mã Vương. Kỹ năng khai quân phải nói là thượng hạng. Khi mà về phía của Lý Hàn Lâm xe còn lại còn chưa kịp xuất đầu lộ diện, kể cả mã cũng vậy, hàng tuyến phòng thủ thì hoa sĩ tưởng không thể nào vẹn toàn. Vậy mà về phía của Mạnh Thần đã xác định ra một thế tiến công không thể nào bảo liệt hơn. Hoặc là dùng xe này chém đi quân tường 7, hàng tuyến phòng thủ của Lý Hàn Lâm cũng sẽ gãy đổ một cách nghiêm trọng. Chưa kể,
pháo mã còn lại cũng tùy nghi để di tản. Tới đây Lý Hàn Lâm mã 1 tấn 3 rời mạnh thần, đưa mã phóng vội lên cửa hà nhập cuộc. Thiên Mã Vương chính là cái biệt hiệu đáng sợ nhất của mạnh thần trên kỳ đàn, với tài sử dụng mã không chê vào đâu được. Hãy cùng xem Lý Hàn Lâm mã 3 phi vào trung lộ đuổi xe. Đương nhiên mạnh thần đã trổ sẵn trước cho mình, dùng xe này rút chạy lại chém tàn luôn cả tường. Lý Hàn Lâm cất công như vậy hẳn là còn mưu đồ khác, C1 có thể nhập cuộc trong gang tấc. Thế đây chuyện là gì? Cảm tử vào pháo trung lộ, rồi kiếm tìm cơ hội bằng cách lấy tường này bắt luôn cả xe. Chấp nhận là thiệt lại quân pháo đường 3, nhưng cơ hội để cố thủ thì vẫn còn, đâu có dễ như vậy. Thế nên mạnh thần dùng xe 3 bệnh 2 ngay, và Lý Hàn Lâm cũng dùng pháo để tiến chạy tít một mạch. Thứ nhất là đe tường, nhưng tất nhiên không phải chỉ mỗi vậy. Việc này làm cho chiến pháo của mạnh thần thêm phần hạn hữu để di chuyển, tạt sang cánh bên kia để có thể tích cực nhòm chốt biên, bắt lại xe hoặc là cầm đáy. Mặc dù đường công rất sáng sủa, nhưng tới đây đã bị đối phương chặn đứng hoàn toàn. Mạnh thần quyết định dùng pháo 5 bình đường 8 ngay. Rất tinh xảo, tận dụng triệt để kể cả là một quân chốt 2 của đối thủ làm ngòi, để nhờ pháo bên kia gánh một nước rồi có thể trào chiếu ngay tức khắc. Thấy vậy Lý Hàn Lâm chọn cách để hóa giải. Chốt 2 tiến 1 bật pháo trên ngay. Mạnh thần không phải đưa quân để rút chạy, lại chủ động lấy xe 2 rời với ba trường, chờ cho việc hiểm. Pháo cầm chiếu rồi lấy mảng xe, cho nên binh 2 của Lý Hàn Lâm không thể nào hoạt động, đành phải tưởng 5 thoái về đường 3 ngăn cản. Và mạnh thần mới tổ chức lấy pháo để rút chạy ngay. Tới đây nếu như là lựa chọn binh 2 tiến 1 e rằng cũng sớm hoài công, khi pháo của mạnh thần chỉ cần tạt tít một mạch sang cánh bên kia, nơi mà hàng tuyến phòng thủ của Lý Hàn Lâm tỏ ra yếu nhất, để lấy làm mục tiêu công nã về sau này, lý kiểu gì cũng bất lợi. Quyết định để thay đổi thứ tự, hạn hữu đi những lối di chuyển phát sinh có thể của pháo 8 đối thủ, Lý Hàn Lâm chọc pháo chiếu ngay. Sĩ này bổ lên, bởi vậy mà chiến pháo đường 8 mạnh thần không thể nào thoải mái điều động. Quyết định là dùng mã này quay về đánh vào xe. Mạnh thần lấy xe của mình rút chạy, lại tiến thẳng lên giam cầm, ngăn cản đối thủ dùng pháo này chém chết mã của mình. Tốt nhiên vậy, và là cơ hội Lý Hàn Lâm dùng binh tiến 1 đuổi pháo 8. Có vẻ như tới đây một trong hai pháo di chuyển thì pháo còn lại sẽ tác tử. Mạnh thần sẽ làm cách nào? Khá tròn trịa, pháo 8 vô vào trung lộ, nhờ mã trên cao giữ căn chiếu được ngay. Tới đây đành lòng tưởng 3 tiến 5, giờ tiên cách lấy pháo còn lại thoát thân kịp thời. Lập bệnh sang, nhân tiện đe ra một việc mà Lý Hàn Lâm không hề dễ chịu chút nào. Tưởng đang còn vây bắt quyết liệt vào chiến pháo đường 3, cho nên Lý buộc phải lấy pháo để rút chạy tả dây cánh biên, chờ đợi cho một tia hy vọng cuối cùng là xe này nhập cuộc, giờ chốt có thể liên công tạo thành một thế tam tử, oanh tạc về phía cánh trái của Thiên Mã Vương, ai nhanh hơn thì sẽ được. Thế nên mạnh thần cũng dồn tất cả cho việc tiến công. Pháo 6 dâng lên cửa hà. Để làm gì? Sau khi Lý Hàn Lâm dùng xe này điều vào đường 3, mạnh thần cũng chỉ cần pháo 6 bình 7 để giam cầm. Nhờ tượng này giữ mạng và khiến cho việc chiến xe không đi được thì đã đành. Mà sơ hở, pháo này có thể chọc đáy sát cục ngay. Cho nên cả xe pháo mã tướng sĩ tưởng của Lý Hàn Lâm gần như đã phải bất động. Còn đúng một cách để hóa giải, lấy chốt 2 bình 1 để chém tường, mất đi căn, chiến pháo đường 7 cần phải được hỗ trợ. Mạnh thần ném tường còn lại lên vào giữa trung lộ, củng cố trận địa và thay thế kịp thời. Lý Hàn Lâm lại không làm được gì, đưa mã 6 tiến 5, cách còn lại để có thể nhập cuộc. Mã này sẽ chém đổi vào pháo hay là chăng, mạnh thần cứ bỏ mặc. Sĩ này đã bung lên để hóa giải. Mã diệt pháo chỉ còn xe pháo chốt, nhưng quân chốt này lại tít ra tầm biên ải. Đường tiếp cận là không hề dễ dàng, kiểu gì cũng bị Thiên Mã Vương đánh cho một trận tơi tả. Hy vọng cuối cùng, Lý Hàn Lâm mã 5 tiến đường 4 ngay, mở đường để cho việc xe có thể chém pháo. Nhưng thay đổi một chút, khi mã 4 của mạnh thần đành phải rút chân về, thì việc tiến công lao thẳng lên tuyến trên là điều không thể nào dễ dàng làm được. Nhưng tới đây lại gặp phải một tuyệt chiêu quá ác hiểm của mạnh thần, chính một nước ngửa tiên phong mã 4 phóng thẳng qua hà. Để làm gì vậy? Trước tiên là câu chuyện dùng xe khử pháo, mạnh thần chấp nhận cái giá này. Nếu như Lý lập tức lấy xe để tiêu diệt, chắc chắn sẽ bại thê thảm, bởi vì mạnh thần dùng mã 6 tiến 5 chém luôn cả tường,
đánh kiểu gì cũng bị Lưỡng Sát cả. Mã 5 hoặc là tiến 3 hoặc là tiến 7 vẫn có thể lập công đầu. Cho nên cũng là lý do không phải ra tay vội vàng. Lý Hàn Lâm mã 4 tiến đường 2 để chờ cho việc có thể nhảy lên sát cổ. Và Mạnh Thần dùng tướng 5 tiến 1 ngay. Tới đây nếu như dùng mã này khử vào phía trên thì sát cục vừa rồi sẽ được tái hiện, tức là mã 6 tiến 5 đoạt tường rồi lưỡng sát. Còn nếu như cứ để bất động vậy thì mã 6 cũng chỉ cần tiến 4 hoặc là chém vào trung tường vẫn sát mà thôi. Quyết định cuối cùng là tia hy vọng còn có thể thoi thóp, Lý Hàn Lâm dùng xe này đoạt trung pháo ngay. Phế một trong hai pháo, Mạnh Thần đã tỏ rõ sự quyết liệt trong đường cờ tiến công của mình. Lý Hàn Lâm chính thức đã lâm nguy. Tới đây Mạnh Thần tung đòn cờ quyết định, mã 6 đạp thẳng vào giữa trung tường. Chuyện là gì? Dùng mã 5 tiến 3 hoặc là mã 5 tiến 7 hoặc là dùng pháo này cắm lên cũng sát được, ba cái khác nhau. Cho nên về phía của Lý buộc phải sĩ này bung lên hóa giải. Mạnh Thần rất gọn gàng dùng mã này diệt pháo ngay. Lý Hàn Lâm đành phải buông cờ trong tức thời, đánh kiểu gì cũng thua cả. Thấy đây chuyện là gì, mã 4 có thể thoái về đường 3 nhảy chiếu và sát cục, cho nên bắt buộc dùng tướng quân leo lầu. Mã vẫn nhảy vẫn ra đi, ý nói là chuyện xe ở giữa trung lộ. Nhưng không phải chỉ mỗi vậy, sau khi tướng buộc phải rút chạy, nếu như bình đường 6 thì xe móc vào sát, còn nếu như bình đường 5 thì mã quay về đạp lấy xe tướng vào giờ tiền mã hậu pháo ngay, cho nên bắt buộc dùng tướng quân leo tít lầu 3. Thì tới đây mã vẫn diệt rất gọn gàng, nếu như không diệt pháo thì sẽ là sát cục trong nước cờ tiếp theo, mà tiêu diệt thì chỉ còn đúng một pháo một chốt mà thôi, làm sao có thể cầm cự. Cho nên cũng là lý do Lý Hàn Lâm bắt buộc phải quy hàng. Trong hình cờ, sau khi Mạnh Thần dùng mã này diệt pháo của mình, những nước cờ tấn công rất cao của Thiên Mã Vương mãn nhãn vô cùng. Còn tiếp tục sẽ là lần đối đầu vô cùng khốc liệt giữa nhị vị cao thủ Hoàng Trúc Phong gặp Triệu Hâm Hâm. Điều đáng nói đây đã là lần thứ 5 đối trận, khi mà kể cả ván cờ chậm lẫn ba ván cờ chớp ở trước đều hòa cả, buộc phải bước vào lần này để lấy làm định đoạt. Ở trong cuộc Hoàng Tiên Thổ binh 7 tấn 1, còn Triệu thì vẫn chốt để phó trần Hoàng Tượng 7 đã tấn 5. Tới đến Triệu mã 2 đã tấn 1, Hoàng Thức Khắc dùng chốt bên kia tiến lên nốt thành ra lưỡng đầu xà. Triệu đưa C1 bệnh 2, Hoàng đã chuẩn bị cho mã 8 phát triển phi thành quải ra ngay. Triệu Hâm Hâm Tượng 7 đã tiến 5 cố thủ, rời Hoàng mã 2 tấn 3. Triệu cũng làm vậy, mã 8 phát triển thành quải giác, Hoàng C1 tấn 1, Triệu C2 tiến cửa hạ ngay. Thấy vậy Hoàng lại bình C đường 8, một bố cục cơ bản mà chúng ta đã trông thấy rất nhiều. Tới đây, lựa chọn của Triệu Mâm dùng binh 7 tiến 1 để có thể kích đổi. Hoàng sớm chấp nhận, xe này đã thủ tiêu, giờ tức khắc đưa mã 3 phóng vội lên cửa hạ. Nếu như là câu chuyện, dùng xe này kê vào không làm được gì, khi pháo 8 tiến lên 2 trường, rồi bình pháo sang kê đuổi mà thôi. Cho nên Triệu Hâm Hâm dùng chốt biên tiến 1, thay đổi về thứ tự, Hoàng Trúc Phong mã 6 phi xuyên cung. Và tới đây Triệu Hâm Hâm sau kế hoạch thông mã biên của mình, đã chuẩn bị dùng pháo 3 bình 2 bắt xe ngay. Nếu như tới đây là một lựa chọn cơ bản dùng pháo 8 để rút chạy, thì mã 1 tiến 2 được lệnh để xuất kích lợi ra một tiên cờ dùng pháo bắt đỡ xe. Cho nên Hoàng sẽ phải thất thiệt. Lựa chọn bắt buộc là dùng C8 để thoát chạy bình vào đường 7. Triệu Hâm Hâm đã thành công trong việc quản lý đường 2 của mình. Tiếp tục lại dùng pháo 2 tiến thẳng lên. Một là truy đuổi, hai là ngăn cản việc đối phương sử dụng pháo 8 tiến thẳng 2 trường để giữ căn, cho thủ đoạn lấy C7 bình sang để đánh bắt. Cho nên bắt buộc Hoàng phải tìm cách để xoay trở. Lựa chọn dùng mã 4 thoái về đường 2. Xem như là dùng mã này bắt đỡ xe và pháo bắt thẳng vào pháo của Triệu, cho nên chắc chắn nhị vị không thể nào tránh khỏi cho một màn cờ thông đổi. Tới đây Triệu C7 tiến thẳng lên hai nước và Hoàng xích pháo tiêu đổi, mã 6 của Triệu đã phát triển. Giờ tức khắc C7 tiến lên 3 trường giữ căn ngay, tức là cố thủ vào bên trung lộ. Còn nếu như để mất, chắc chắn về phía của Hoàng chỉ là cảnh bất lợi. Tới đây Triệu C6 tấn 5 ngay, rồi Hoàng đã điều xe vào, Hồng có thể quyết liệt cho đòn cờ mời tiêu đổi, giảm bớt sức ép. Còn nếu như cứ để mặc vậy thì C9 chỉ cần bình vào chân sườn, biết bao là nỗi lo Hoàng Trúc Phong đầy vất vả. Còn tới đây,
Triệu Mâm không phải ra tay chủ động, dùng xe 9 bình 7 để cho đối phương là người ra tay trước. Xe 3 tấn thẳng hai trường, rồi xe 7 đã thay thế được ngay. Hoàng Trúc Phong lấy xe 7 bình đường 8 mời đội tiếp tục. Triệu không còn cách nào khác, lấy pháo tiêu diệt, xe của Hoàng rời về ngay. Rồi thực lợi mà Triệu thu về, xe 7 bình 5 chém được một chốt. Hoàng Trúc Phong bổ sĩ lên để chờ đợi. Có vẻ như sau một thời gian chạm mặt nhau quá nhiều lần thì nhị vị đã không còn lạ lẫm về đường đi nước bước của mình. Tới đây bàn cờ vẫn đã chuyển tàn. Sau 20 lượt đi quân của mỗi vị thì tới đây cả Triệu lẫn Hoàng đều còn xe hai mã và tướng sĩ tường bền. Mặc dù về phía của Triệu là có thể dùng xe quản lý đường chốt và lợi ra một binh năm, nhưng đây chắc chắn là một tàn cuộc không hề dễ chút nào. Đặc biệt là với thời gian vô cùng ít ỏi ở một ván cờ chớp gọi là sinh tử. Hoàn toàn có thể nói như vậy. Triệu Mâm dùng xe này chém thẳng ra binh. Cần là lúc để phát huy kỹ năng cờ tàn thượng thừa của mình. Hãy cùng xem Hoàng dùng mã 2 tiến 4 để phát triển, đê ngược lại vào chốt trung lộ. Mã 8 của Triệu phóng lên đường 7 giữ căn. Rồi Hoàng mã 4 cũng tấn 3 nhập cuộc. Thứ nhất là để ngăn cản mã đối phương phát triển. Thứ hai là kiếm tìm cơ hội giữ vào chốt đường biên của mình. Triệu Mâm dùng chốt 5 tấn 1 ngay. Thêm một nước cờ nữa đưa qua hạ đủ để đe dọa, rất chen chúc nhau. Hoàng buộc phải đưa một mã thoát vội, và Triệu vẫn dùng binh năm tiếp cận lên. Tàn cuộc này ưu việt về phía của Triệu là rõ ràng, nhưng liệu có dễ cho Lục Mạch Thần Kiếm có thể phát huy được thanh thế hay chăng? Tiếp tục Hoàng xe 8 tấn thẳng một mạch, nước cờ cơ bản. Để làm gì dừng mã 6 tiến 5 chém luôn cả tường, rồi có thể dùng xe bắt thẳng vào mã biên tạo ra cuộc đổi. Ít nhất là hy vọng để áp đảo của Triệu không còn. Tới đây, Triệu thủ thuật rất tinh xảo, dùng xe 1 bình sang đường 7 ngay. Nếu như là lựa chọn, Hoàng dùng mã 6 tiến 5 thực lợi thì rõ ràng, tưởng 3 tiêu diệt, giờ lấy xe này khử. Nhân tiện đe ra một lúc tới 2 chuyển, hoặc là dùng xe này chém tàn luôn cả tường còn lại, hoặc là dùng xe này bắt luôn cả chốt biên. Nhưng tại vì, về phía của Triệu còn có một nước ác, khiến cho những toan tính vừa rồi của Hoàng Trúc Phong đều sẽ phải công cốc cả. Không những là không được lợi lộc gì mà còn phải thất thiệt hoàn toàn. Dùng chốt 5 bình 6 đánh tử, mã đường 3 toi mạng, liệu rằng Hoàng sẽ còn chút cơ hội nào? Cho nên cũng là lý do không thể nào triển khai đòn này quá vội vàng. Nước cờ lấy xe 1 bình 7 của Triệu quả là cao thâm. Hoàng tới đây bất động vậy, dùng chốt biên tiến 1 để chờ cho cơ hội tất nhiên là thông đổi chốt, rồi đưa mã thoát thân kịp thời. Còn câu chuyện dùng mã 6 cố thủ, ngăn cản chốt 5 bình 6 là một nước cờ bắt buộc mà Hoàng phải duy trì. Nhưng tới đây Triệu đánh rất đơn giản, cứ để bất động vậy, dùng chốt biên tiến một ngay. Khi toàn bộ xe và hai mã của mình và đối thủ đều đã vướng bật cả, cho nên chỉ cần dư ra đúng một chốt này thì Triệu cũng dễ dàng quản lý cuộc cờ. Tới đây Hoàng sĩ 5 tiến 4, vợ Triệu lại dốc thêm chốt. Hoàng tới đây lại bổ sĩ lên, Triệu lại bệnh chốt vào. Quân lực của Hoàng rõ là khó đi, nhưng kết thúc của ván cờ này lại ra một hình thái rất cục, làm cho lòng người phải hả hê. Hãy cùng xem Hoàng Trúc Phong bình biên tiến 1 và Triệu lấy chốt này khử. Hoàng tiếp tục dùng mã thoát thân thành công. Tới đây Triệu từ từ tiếp cận chốt vào. Hoàng trả lời dùng mã 6 tiến 5 chém luôn cả tường. Khi mà nguy cơ ở cánh bên kia không còn, quân ngựa còn lại đã thoát thân, cho nên cũng chẳng có lý do gì mà chần chừ cả. Triệu Mâm chỉ có thể tưởng 3 tấn 5 để tiêu diệt. Hoàng khử mã ngay, bắt luôn cả tường còn lại. Quân tường này muốn giữ được còn rất khó khăn. Quyết định của Triệu bỏ luôn cả đôi tường để đối công, đưa chốt 3 tiếp cận, và Hoàng dùng xe này tiêu diệt ngay. Mỗi vị đều còn xe mã, nhưng Triệu Mâm có 2 chốt độ hạ, chắc chắn đủ sức để bù đắp với việc lúc này kinh thành hàng tuyến phòng thủ chỉ còn có phân nửa. Tới đây, Triệu Mông dùng xe 7 bình sang đường 2 và Hoàng dùng mã 1 tấn 3 ngay. Thấy về Triệu đã dùng chốt tấn 1 để tiếp cận, chỉ cần đưa vào nữa là một tin cờ để đe sát cổ. Hoàng Trúc Phong biết vậy mà vẫn làm. Dùng mã này quay về ngay, chờ cho việc đoạt chốt hay là còn mưu đồ nào. Tới đây Triệu dùng xe cắm chiếu trước, sĩ phải thoái thủ, rồi đoàn lại tức khắc dùng chốt để lóc vào. Dùng xe đe lấy sĩ là sát cục, bắt buộc Hoàng phải tìm cách để hóa giải, lựa chọn đưa tướng quân tháo chạy càng xa càng tốt.
và chiếm hôm dùng xe này thủ tiêu ngay tướng quân Thượng Lầu. Và tới đây chắc chắn là Triều sẽ phải cần tốn một vài nhịp để đưa chiến xe vào vị trí thuận lợi nhất mà công sát được. Quyết định của anh mã 7 tiến 6 ngay. Và Hoàng Trúc Phong cũng dùng mã nhảy chiếu được. Tướng quân xuất ra, giờ tiếp tục mã 4 tấn 2. Lựa chọn khá bất ngờ của Chiếm Mông, dùng tướng 6 tấn 1 ngay. Gọi là bất ngờ, tại vì chuyện dễ hiểu mà thôi, khi Hoàng Trúc Phong chỉ cần lấy xe 5 bệnh sang đường 3. Chờ đợi là gì nếu như đợt tiến công này của Triều không thành, chắc chắn sẽ phải bại. Tại vì tới đây giả thử, dùng chút này tiến 1 để công tưởng, xe này chỉ cần ủi lên, tướng có tấn thoái thì cũng chẳng mấy quan trọng cả. Khi xe 3 chỉ cần bệnh 5 đóng ngay vào giữa ít hầu và xong việc. Cho nên, Triều sẽ không còn cách nào mà đỡ được cả, đành phải chiếu liên hồi với hình cờ này. Vậy thì có còn phương án nào khả thi hay chăng? Tới đây, quyết định của Triều là dùng mã 6 tiến đường 8, bắt buộc là Hoàng Trúc Phong phải rời xe về. Bởi vậy mà chiến xe không thể nào đi được, và Triều tung đòn cờ rất độc đáo của mình. Xe 4 bệnh 5. Một sát pháp tinh tế tới mức làm cho người ta phải ngỡ ngàng, không hổ danh là lục mạch thần kiếm của kỳ đàn Trung Hoa. Ông vô cỡ nhanh, thống trị kỳ đàn đã hơn 10 năm liền. Triều đã chứng tỏ một công lực siêu hạng làm cho người ta phải ngả mũ thán phục. Tới đây Hoàng, mặc dù chỉ còn cách sát cục đúng một tiên, nhưng tại vì quân xe đường 3 đã vướng bẩn, đầu tiên là phải lấy xe này tiêu diệt vào mã. Nhưng cho dù có làm vậy hay không, về phía của Hoàng Trúc Phong cũng không thể nào đỡ nổi chuyện. Đối phương chuẩn bị dùng chút 4, 7, 5 trở thành là một siêu sát cục. Hai trận cờ vô cùng mãn nhãn. Còn video này chỉ tới đây thôi, cửa tử Nam sẽ tiếp tục với vòng kế tiếp ở phần sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh để đón xem. Còn xin chào và hẹn gặp lại.